du lịch xanh. Trong ngày hôm nay, 28 tháng 9, không gian rất riêng, độc đáo, được thiết kế trên nền xanh nổi bật, tươi mát, mang đậm phong cách của vùng núi Tây Bắc và cao nguyên Việt Nam đã thu hút hàng trăm du khách tham gia gian hàng của Việt Trevor để cùng hưởng ứng phong trào du lịch xanh vì môi trường sạch. Chỉ diễn ra trong một giờ đồng hồ, nhưng hoạt động ý nghĩa đổi giấy, lấy cây được nhiều gia đình quan tâm. Các bố mẹ, ông bà cùng các con đã có mặt tại gian hàng từ sớm, xếp hàng tham gia, mọi người mang giấy vở, những quyển sách giáo khoa chuyện, tạp chí còn sử dụng được để đổi lấy những chậu cây xanh, vừa để bảo vệ môi trường, vừa có thể tái chế. Việt còn dự kiến sẽ dùng số lượng sách, chuyện này để xây dựng tủ sách cho các trẻ em vùng sâu vùng xa, khó khăn trong chương trình du lịch kết hợp từ thiện áo ấm cho em. Ngoài ra, các bạn thanh niên và các gia đình được tham gia các trò chơi từ vận động như nhảy flatboot, các trò chơi dân gian đến thử tài câu đố về địa danh du lịch. Du khách tham gia đều được nhận ngay bộ quà tặng như ba lô vải tái chế, bình đựng nước thủy tinh, mô hình kỳ quan thế giới đây đều là những món đồ thân thiện với môi trường để người dân và du khách sử dụng trong những chuyến du lịch và trong cuộc sống thường ngày